Công ty trách nhiệm hữu hạn Quá Nông Lúa Vàng trân trọng thông báo, dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng, kết quả trúng thưởng đợt 1 chương trình khuyến mãi trúng mùa vàng ăn Tết sang dành cho các sản phẩm của Quá Nông Lúa Vàng, phân cát giải pháp cây lúa khỏe, tóc bay bả mồi siêu diệt ốc hiệu con cá, Roxafisan chuyên diệt khuẩn và đặc trị đào ôn, chặn đứng sụp lá, thối gốc đen rễ, Sunfarong triệt sản bướm sâu lá không tốt trả lại tiền, Cugol mẫu mã độc đáo với 3 hoạt chất không cần phối trộn, đặc trị 4 loại bệnh, đốm vằn, vàng lá, lem lép hạt và đào ôn, Etimex tiêu sâu lá, nóc ao nhện vé. Xin chúc mừng nhà nông Đỗ Văn Tiến, số chứng minh nhân dân 361246511, huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ, đã là người may mắn đầu tiên trúng thưởng một vé du lịch Mỹ. Cùng với 55 nhà nông khác trúng thưởng 11 xe WS110, 44 chuyến du lịch Campuchia. Ban tổ chức chương trình trân trọng kính mời các nhà nông may mắn sau đây. Ở tỉnh An Giang, bao gồm ông Lê Quốc Tuấn ở huyện Thoại Sơn, ông Hồ Diễn Vinh ở huyện Châu Thành, bà Ngô Kim Hồng ở huyện Thoại Sơn, ông Nguyễn Thành Để, huyện Châu Phú và ông Đặng Văn Niềm, huyện Châu Thành. Xin vui lòng liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn Quá Nông Lúa Vàng, số 50, đường số 7, khu dân cư Trung Sơn, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0854 317 917 trong giờ hành chính, từ ngày thông báo đến hết ngày 15 tháng 1 năm 2013 để nhận giải thưởng. Kính mời bà con nông dân tiếp tục tham gia mua hàng và sử dụng những sản phẩm chất lượng cao của Quá Nông Lúa Vàng. Kính chúc bà con nông dân tiếp tục là những người may mắn của đợt trúng thưởng thứ hai để sở hữu những giải thưởng có giá trị hấp dẫn còn lại của chương trình. Lúa vàng, chất lượng vàng.